Lên đồ nè, chuẩn bị để đi ăn ở quán Hội An. Ken, cái này lấy cái menu cái này là I want him now. Chu lê. Xin chào mọi người, mình đang ngồi trong cái quán Hội An, quán Houston Texas. Thì cái ấn tượng đầu tiên á, khi mình đến đây á, là chạy ở bên ngoài. Cái building rất là thoáng á, cho nên nó họ nhìn rất là sạch sẽ. Và nó nổi trội là nó chọn được cái building cao nên nhìn rất là hấp dẫn luôn. Xong cái lối đi vô nhìn cũng đẹp luôn. Rồi đến trong quán nhìn cũng rất là lãng mạn, rất là đẹp. Cho nên ai mà tình nhân mà gia đình mà đến đây rất là ấm cúng mà. Giống như người ta đang nghĩ là mình đang ngồi ở phong cách Hội An ở Việt Nam. Cái này chị bắp à? Rồi, cảm ơn. Cái ly nước mình đang cầm trong tay như vậy là cái ly nước tên là nước mót. Lần đầu tiên mình được uống cái loại nước này nè. Rất là ngon luôn. Hình như nghe được nói thành phần là gồm có cam thảo với xả với nhiều cái loại gì đó. Mình cũng chưa nắm, mình sẽ nghiên cứu cái loại này sau. Đây là chè bắp. Đây là chè bắp nóng luôn á. Chè bắp. Cơm gà là một phần một người ăn. Cao lầu đặc biệt đây, đây là cái tô cao lầu đặc biệt. Đây mì Quảng đúng không? Còn đây là hến sao nè. Hấp dẫn. Và cuối cùng thì sạch bách luôn. Cuối cùng thì sạch quá trời sạch luôn. Cái to cuối cùng là 64 đồng và tiền tiếp nữa thì 70 mấy 80 đồng gì đó. Thì đã xong một cái số tiền ăn một bữa ngày hôm nay.